đi về từ nước ngoài nha cả nhà. Chị đến từ đâu chị nhỉ? Chị đến từ Mỹ. À, chị đến từ Mỹ. Đó, là một vị khách hàng và đi từ Mỹ mà về Việt Nam để mà làm đẹp thì của mình nha. Cả nhà thấy nè, đây là một khuôn mặt trước khi mà chị đến bệnh viện, và bây giờ là một khuôn mặt hiện tại của chị sau 2 tuần căng da nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy sao? Trời ơi, thật sự à, chị tự soi gương thì chị cảm thấy là mình trẻ được bao nhiêu tuổi vậy hả? Trẻ 50 tuổi đó. Thật sự là 50 tuổi luôn cả nhà thấy ha. Bây giờ nhìn cái khuôn mặt của chị nó rất là căng tràn, nhìn nó rất là căng và nó tràn đầy sức sống luôn cả nhà. Đó, trước đây thì thật sự là lão hóa thì ở người nào cũng bị thôi cả nhà. Đó, có người thì bị sớm, có người thì bị hơi trẻ một xíu. Thế nhưng mà lão hóa thì là một cái chuyện mà rất là khó tránh khỏi. Đó, và khi mà đến lại bệnh viện thẩm mỹ Hu với một cái mong muốn là sở hữu lại một cái khuôn mặt cũng như là một cái làn da mặt mà nó căng tràn, nó tràn đầy sức sống, thế nên là các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp là căng da mặt nội soi cho chị nha cả nhà. Cả nhà thấy không, đẹp không tì vết luôn. Mặc dù đây là kết quả chỉ mới có 2 tuần thôi đúng không? Đúng 2 tuần. Dạ. Nhưng mấy mà... chị nào muốn đến đây kiếm. Dạ, nhưng mà trong 2 tuần vừa qua á, khi mà cái nhan sắc của mình nó đẹp hơn như vậy á, thì trong cuộc sống của mình nó có niềm vui gì mới chưa? Chưa, nhưng mà thấy tự tin ngày nào cũng soi kiến á. Chưa, nhưng mà thấy tự tin ngày nào cũng soi gương á đó chị. Đó, đó cả nhà thấy không? Đây là một chị Việt Kiều rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Thật sự là sau khi mà chị ấy căng da mặt xong thì thật sự là với những người mà chưa từng gặp chị ấy trước đây thì thật sự là rất là khó để mà có thể đoán được cái độ tuổi của chị ấy luôn. Thật sự là về cái vấn đề mà lão hóa của con người thì nó là một cái vấn đề mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi. Ai rồi cũng sẽ lão hóa, thế nhưng mà bây giờ chúng ta là thời đại 4.0 rồi. Ví dụ như mà cái làn da chúng ta mà nó có nhăn nheo đi một xíu thì hãy đến ngay bệnh viện thẩm mỹ Gần Hu để mà các bác sĩ có thể cho chúng ta lại được một cái sự tự tin nha cả nhà. Căng da mặt có gì đau đớn hay là gì không chị? Không, không đau. Rất là nhẹ nhàng hả chị ha? Và cái quá trình mà chị chăm sóc ở nhà nó có dễ dàng không? Dễ ăn, không có gì là khó hết á. Về thì cũng có mấy bạn là hướng dẫn mình uống thuốc, hướng dẫn mình chăm sóc vết thương đúng không chị đúng ha? Rồi. Đó, và sau 2 rất tuần... là dễ dàng, không có gì khó khăn. Dạ. Và chị ơi, khi mà chị trải nghiệm ở bệnh viện thẩm mỹ Gần Hu thì từ khâu tư vấn là đến khâu bác sĩ thực hiện cho mình nè, rồi đến cái khâu mà các bạn điều dưỡng chăm sóc cho mình thì chị có cảm thấy hài lòng không? Rất hài lòng. Rất hài lòng ở đây. Dạ. Đó, có rất là nhiều chị em cũng có mong muốn là làm đẹp giống như chị á chị. Đó, thế thì khi mà các chị em chưa làm á thì lại sợ là đau quá hay là khó khăn quá, thì chị có lời nào không? Mấy chị em cứ tới đây thì không đau, không đau, làm sao không đau, từng lẽ thôi. Dạ. Không đau đâu. Dạ, nhưng mà chất lượng phục vụ ở đây thì tốt đúng không? Tốt, đúng rồi. Dạ. Rồi rất là cảm ơn chị đã tin tưởng và chọn lựa bệnh viện Mỹ Gần Hu. Rồi thật sự cả nhà thấy nè, cả nhà thấy không? Thì riêng và đối với là căng da mà phẫu thuật đó cả nhà, thì với những cái phương pháp mà hiện tại ở trên thị trường á, thì khi mà người ta làm xong á thì người ta sẽ để lộ sẹo rất là nhiều nha cả nhà. Nhưng mà đối với phương pháp mà nội soi tại viện thẩm mỹ Gần Hu thì không thấy sẹo luôn cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Chị bữa giờ chị soi gương chị thấy như thế nào? Đẹp, cái ngày nào soi thấy mỗi ngày mỗi khác, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Và cái vết sẹo